Xin chào các bạn. Chủ đề yêu gái cơ quan là đề tài không bao giờ cũ và cũng là những gì tôi muốn thảo luận cùng các bạn hôm nay. Về cơ bản thì nguyên tắc số 1 của tôi là các bạn không nên dính vào gái cơ quan cũng như không nên dính vào bất cứ hình thức tình cảm công sở nào. Bởi vì khi bạn yêu một cô gái làm cùng cơ quan, bản thân việc này cho thấy những điều sau. Thứ nhất, nó cho thấy bạn không phải người có một đời sống xã hội lành mạnh, tức là bạn không có nhiều mối quan hệ xã hội chất lượng bên ngoài cuộc sống cá nhân để có thể tiến triển thành mối quan hệ tình cảm. Có một vài lần khi được tôi tư vấn về chủ đề gái cơ quan cho một số bạn nam trẻ sử dụng dịch vụ tư vấn riêng của tôi, có bạn còn nói nguyên văn với tôi như sau: "Thầy ơi, nhưng mà bây giờ em đi làm xong thì chỉ có thui thủi ở nhà, bạn bè thì ít, không yêu gái cơ quan thì biết yêu gái ở đâu bây giờ?" Thế là tôi phải mất rất nhiều thời gian để làm bạn ấy hiểu rằng việc cuộc sống cá nhân của bạn ấy quá tẻ nhạt, quá buồn chán, quá ít mối quan hệ xã hội chất lượng là việc riêng, là vấn đề riêng của bạn ấy, chứ không phải là vấn đề của cơ quan bạn ấy. Không phải chỉ vì cuộc sống cá nhân ta đang thiếu thốn các mối quan hệ mà ta lại cho mình cái quyền được đem cái nhu cầu chưa được giải quyết đấy vào nơi công sở được. Như thế là vừa sai vừa thiếu logic. Theo tôi, khi bạn đem cái nhu cầu tìm kiếm tình cảm vào môi trường công sở, thì cái việc làm đấy theo tôi nó thể hiện một sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu nghiêm túc trong đạo đức công việc. Thứ hai, khi bạn đem lòng yêu một cô gái làm cùng cơ quan, điều đấy cho thấy bạn đang thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc. Mà như các bạn đã biết, tôi luôn nhấn mạnh làm chủ cảm xúc là kỹ năng quan trọng nhất của thằng đàn ông. Bởi vì các bạn nghĩ mà xem, cơ quan, công sở, công ty suy cho cùng là nơi chúng ta được trả tiền để bán sức lao động của mình. Việc của chúng ta ở cơ quan là có mặt trong khung giờ quy định, làm xong việc của mình và ra về, chấm hết. Cơ quan không bao giờ là nơi để các bạn tìm kiếm tình yêu, tình bạn hay bất cứ mối quan hệ tình cảm nào khác ngoài công việc, vì đó không phải là chức năng của cơ quan. Thứ ba, một mối quan hệ tình cảm từ lúc chớm nở tới lúc thành hình luôn cần được nuôi dưỡng bởi sự nhớ nhung giữa hai con người, sự hồi hộp xen kẽ giữa những lần được chờ gặp nhau và sự bí ẩn vì hai bên không hiểu hết về đời tư của đối phương. Chính cái tổng hòa giữa sự nhớ nhung, sự hồi hộp và sự bí ẩn này giúp nuôi dưỡng tình cảm giữa hai con người, ít nhất là trong cái giai đoạn đầu của mối quan hệ. Vậy khi bạn yêu gái làm cùng cơ quan, các bạn không có ba yếu tố này. Đơn giản vì các bạn chạm mặt nhau hàng ngày rồi, các bạn đã hiểu hết, biết hết về thói quen, giờ giấc sinh hoạt của nhau rồi. Nhất là khi cô gái bạn yêu mà làm trong phòng nhân sự, hoặc chỉ cần cô ấy là bạn thân của một ai đấy làm trong phòng nhân sự thôi, thì tôi cam đoan kiểu gì gái cũng biết hết về chân tơ kẽ tóc của bạn. Thứ tư ấy, khi bạn và gái yêu nhau thì dù muốn hay không, dù thích hay không, các bạn sẽ luôn là đề tài đàm tiếu, bàn tán và buôn chuyện giữa những đồng nghiệp. Có thể vào ngày đầu, hay còn gọi là vào giai đoạn tuần trăng mật ấy, thì chuyện này còn có chút thú vị. Làm sao mà không cảm thấy thú vị được, đúng không? Khi mà bạn thấy đồng nghiệp ghen tị bởi vì cô người yêu xinh đẹp của bạn lại cũng chính là đồng nghiệp của họ, ngày ngày làm cùng công ty. Nhưng rồi, không sớm thì muộn, những sự bàn tán buôn chuyện đấy sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất lao động của cả hai bạn, khiến các bạn mất tập trung và tạo ra áp lực tinh thần cho cả hai. Thứ năm, nếu chẳng may bạn và gái chia tay nhau trong thời gian này, thì hai đứa bạn sẽ trở thành chủ đề gây cười và bàn tán. Lúc này nỗi đau về mặt tinh thần cộng với cái cảm giác bẽ bàng và tủi nhục sẽ khiến bạn hoàn toàn mất tập trung, giảm năng suất công việc và ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới năng suất chung của tập thể. Các bạn cần nhớ là trong hầu hết tình huống, hầu hết chứ không phải là đa số nhé, khi một cặp đôi chia tay thì người ta sẽ luôn dành sự thông cảm, ưu ái và chia sẻ với người nữ chứ không phải là với người nam. Cái đứa mà hàng ngày phải lên cơ quan với cái tâm trạng đau khổ, bẽ bàng và tủi nhục ấy, đa phần là bạn, là thằng đàn ông chứ không phải là gái. Gái đã có hội chị em lẫn sếp thông cảm và an ủi rồi, và sớm muộn gái sẽ có hàng chục thằng khác lao vào xếp hàng chờ tán. Còn bạn mới là thằng loser, bạn mới là thằng mất người yêu. Và sớm muộn thì một trong hai đứa bạn, mà cụ thể là bạn, sẽ phải nghỉ việc. Như vậy, bạn mất một cái công ăn việc làm, bạn mất một sự nghiệp, bạn mất một cái cần câu cơm. Chỉ vì bạn đem nhu cầu tìm kiếm tình cảm của mình vào trong môi trường làm việc.
Vậy thì tôi hỏi bạn là liệu cái sự đánh đổi này nó có đáng không? Bạn tự trả lời nhé. Tóm lại, bạn tuyệt đối không được cho phép bản thân mình dây dưa vào một mối tình công sở với gái làm cùng cơ quan. Nghe tới đây, sẽ có bạn hỏi rằng là nếu không tìm kiếm gái ở môi trường công sở thì tìm ở đâu bây giờ? Câu trả lời là ngay trong đời sống cá nhân của bạn. Đa phần việc các bạn trai bị ế là do kỹ năng giao tiếp xã hội của các bạn kém và các bạn thiếu sự tự tin khi đứng trước phụ nữ. Và cách duy nhất để khắc phục là các bạn phải buộc mình thực hành càng nhiều càng tốt, không còn cách nào khác. Đi siêu thị thấy cô bé Thu Ngân mặt mũi dễ thương, hãy mạnh dạn hỏi thăm người ta vài ba câu rồi xin số điện thoại rủ người ta đi chơi. Bạn đang đứng chờ xe buýt và bạn được một cô gái xinh xinh hỏi đường, hãy mạnh dạn xin số điện thoại của người ta sau khi chỉ đường. Và tốt hơn cả, hãy làm theo cách truyền thống mà tôi vẫn khuyên các bạn là hãy đi học những lớp ngoại ngữ, những lớp vẽ, nhảy múa, âm nhạc. Hãy tham gia những câu lạc bộ liên quan tới sở thích, thú vui, văn thể mỹ, vân vân và vân vân. Chính trong cái quá trình bạn đi ra ngoài xã hội, bạn tương tác với xã hội như thế này, bạn mới tiếp xúc được thêm nhiều người bạn mới, bạn mới xây dựng được cho mình một network, những mối quan hệ mới, và từ đó bạn mới nảy sinh được những mối quan hệ tình cảm tiềm năng. Chứ bây giờ nếu như chỉ có hàng ngày đi làm xong về giam mình trong bốn bức tường thì sớm muộn cái khao khát tìm kiếm tình cảm, tình bạn, bạn tình trong người bạn sẽ khiến bạn sa chân vào cái bẫy mang tên là gái cơ quan. Ok, tới đây thì cũng tương đối hơi khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào ngày này tuần sau. Xin cảm ơn và xin chào.